Sáng ngày 22 tháng 12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở. Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã ghi nhận biến chủng Omicron tại 89 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Do vậy, hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn đến tử vong cao. Nhiều nước trên thế giới phải tăng cường các biện pháp hạn chế các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Tại Việt Nam, đến sáng 22 tháng 12, ghi nhận 1.571.780 ca mắc, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca mắc mới ghi nhận trong nước là 1.566.261 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.041 ca, chiếm 1,9% tổng số ca mắc. Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân nhận định, đến nay tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương trong thời gian tới bộ y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine do thời tiết chuyển mùa thuận lợi cho sự phát triển lây lan nhất là trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán sắp tới đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bảo đảm các hoạt động phục hồi sản xuất nâng cao năng lực y tế cơ sở chủ động và sẵn sàng trang bị nhân lực thuốc điều trị oxy y tế để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa tăng cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao nhằm sớm phát hiện chủng mới tổ chức tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12, hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người 18 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022. Tổ chức tốt việc điều trị tại nhà, cơ sở cho bệnh nhân mắc COVID-19, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến gây quá tải. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện điều chỉnh cách ly đối với các trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ ràng để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn theo một số nghiên cứu gấp từ 3 đến 7 lần so với chủng Delta. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, với biến chủng Delta, khi người mắc đã tiêm vaccine đủ 2 mũi thì nguy cơ tử vong giảm khoảng 12 lần, trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng để xác định biến chủng Omicron có độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. Nguy cơ nhiễm bệnh do so biến chủng Omicron đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn cao hơn 3 lần so với biến chủng Delta, thậm chí những người đã nhiễm biến chủng Delta vẫn có nguy cơ nhiễm lại biến chủng Omicron cao hơn. Trong dịp Tết Nguyên đán, tổ COVID-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng cần tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người trong tiêm vét vaccine, phát hiện, hỗ trợ người bệnh, không để người nào đang cách ly, tự điều trị tại nhà không có Tết. Ông Đàm cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron trong khi chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, ông Đam yêu cầu phải đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine theo hướng chuyển từ ưu tiên cho nhóm người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, sang phải phấn đấu tiêm cho tất cả mọi người dân thuộc nhóm tuổi chỉ định tiêm. Bộ Y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus, túi thuốc C cho các địa phương để tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất, tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc. Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn tăng cường tổ chức cách ly, tự điều trị tại nhà, tại cơ sở, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải. Hệ thống y tế cơ sở phải quản lý tất cả những người bị nhiễm, không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Phó Thủ tướng nói, Giả sử biến chủng Omicron có độc lực nhẹ đi thì vẫn có một số tỷ lệ người đã tiêm đủ vaccine bị nhiễm, trong đó sẽ có một tỷ lệ bị nặng. Nếu chúng ta để số ca nhiễm nhiều dồn vào một thời điểm gây quá tải hệ thống y tế thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Do vậy, chúng ta không được nơi lỏng cảnh giác. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Theo đó, hộ chiếu vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ 2 mũi với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã QR hết hạn sau 12 tháng, kể từ ngày mã QR này được khởi tạo. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước. Quy trình cấp gồm 3 bước. Bước 1, các cơ sở tiêm chủng ra soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine COVID-19 theo hướng dẫn tại công văn 8938 BITDP ngày 21 tháng 10 năm 2021 và công văn 9438 BIT CNTT ngày 5 tháng 11 năm 2021. Bước 2, các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên nền tảng cần đáp ứng quy định đã tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép, bao gồm AstraZeneca, Sputnik V, Verocell, Pfizer, Moderna, Janssen, Hayavac và Abdala mỗi sản phẩm vaccine được gắn một mã cốt. Bước 3, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tập trung, chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định. Hộ chiếu vaccine cần hiển thị 11 trường thông tin, họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, số mũi tiêm đã nhận, ngày tiêm, liều số, vaccine, sản phẩm vaccine, nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine, mã số của chứng nhận, các thông tin trên bao gồm họ và tên cùng ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu. Các thông tin sẽ được ký số, mã hóa và được đóng gói dưới dạng mã QR, định dạng 2D. Mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo. Các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, vaccine, loại vaccine và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị tương ứng với tài liệu COVID-19, vaccine tracker and landscape của WHO được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của WHO và Valueset for EU, Digital Covid Certificates do Liên minh châu Âu EU ban hành. Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng tiếp nhận và lưu giữ xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.